Kênh Bếp Của Vợ xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay em sẽ chia sẻ tới các anh chị và các bạn cái cách làm dưa rau muống nha. Cái này rất là ngon luôn, ăn với cơm và rất cái món kho thì rất là đưa cơm luôn. Hôm nay em sẽ chia sẻ cái cách làm dưa rau muống mà giòn, khi mà mình muối chua rồi mà nó vẫn rất là giòn và màu cực kỳ đẹp như thế này nhá. Rất là dễ luôn các anh chị. Nếu mà các anh chị cảm thấy thích thì hãy bắt tay và làm chung với Kênh Bếp Của Vợ đi ạ. Ăn kèm, đây em sử dụng ăn kèm với cá kho nhá. Là một cái món rau ăn kèm luôn á, rất là thơm ngon và giòn, cực kỳ giòn luôn. Nếu anh chị cảm thấy hấp dẫn thì hãy làm chung với Kênh Bếp Của Vợ ạ. Đây là tất cả các nguyên liệu. Đầu tiên em sử dụng rau muống này nha. Rau muống có cái thân rất là dài và lá thì trên đỏ thôi. Em thì tùy vùng miền gọi cái rau muống này khác nhau nhá. Tiếp theo đó là muối và đường ạ. Tỏi và ớt là tất cả các nguyên liệu nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ ngắt cái lá rau muống này ra. Mình chỉ lấy cái thân thôi nhé. Tại vì mình muối cái thân thì nó sẽ giòn và mình muối cái lá thì nó sẽ bị úng và thúi. Nên là chúng ta chỉ lấy cái thân thôi. Nên là mình chỉ sử dụng những cái loại rau muống có cái thân dài như thế này thì muối nó sẽ ngon nhé. Rồi, bây giờ thì em đã muối xong. Bây giờ em sẽ đun một bình đun siêu tốc và em đâm vô đây 1 lít nước nha các anh chị. Với hai bó rau muống này thì em muối được khoảng 1 lít nước là đủ rồi. Và lít nước này thì em sẽ cho vô đây 1 muỗng canh muối ạ. Và 2 tới 3 muỗng canh đường nha các anh chị. Các mình muốn ăn có vị ngọt nhiều thì mình cho nhiều ha. Em sử dụng đường vàng để cho nó tạo màu cho tốt nhé. Em cho vô đây 3 muỗng canh đường nhé. Và mình ngoáy lên ạ. Tại vì cái màu vàng, đường màu vàng thì nó tạo màu cực kỳ tốt luôn. Bây giờ chúng ta sẽ để nguội ha. Và trong khi đợi nguội thì mình sẽ bắc lên một cái nồi nước, nước nóng và mình đun. Bây giờ thì mình sẽ đi rửa cái này nha. Mình rửa cái rau muống này trong quá trình đợi nước nóng. Và khi mà đợi nước nóng lên thì chúng ta sẽ cắt khúc. Rửa sạch rau muống rồi chúng ta sẽ cắt bớt cái đuôi đi nè. Rồi mình sẽ cắt khúc vừa ăn luôn ha. Hôm nay em chia sẻ thêm một cái cách làm dưa để cho gia đình mình có thêm nhiều cái món dưa thay đổi cho đỡ ngán nhé. Rồi bây giờ này, rau muống mình đã cắt khúc như thế này rồi đó các chị. Và quay lại thì nước của chúng ta đã bắt đầu sủi tăm rồi. Và mình kiểm tra thử cái nước muối của mình coi nó rất là ấm ấm rồi đó các anh chị, nó nguội bớt rồi. Thì chúng ta sẽ cho tỏi vô nhé, tỏi và ớt băm nhuyễn vô. Các anh chị thấy không, bên cạnh em có chuẩn bị một cái thau nước và có bỏ đá ha. Và bên cái nồi nước nó bắt đầu nó sôi rồi. Đó, cái thau nước đá này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bỏ, khi mà nước sôi chúng ta sẽ bỏ rau muống cho chúng ta trần sơ qua nhé các anh chị. Và các anh chị lưu ý dùm em ha, trần sơ thôi ạ. Và bây giờ mình sẽ sử dụng cái vợt mình vớt qua, bỏ qua thau nước đá. Mình làm cách này thì mình muối, khi mà mình muối nó sẽ giòn và nó sẽ không có bị nhũn nha. Và ăn rất là ngon luôn, nó giữ cái màu sắc cũng rất là đẹp. Đó, mình cứ bỏ vô rồi mình đảo qua đảo lại 2-3 cái rồi mình vớt ra là được nha các anh chị. Đó, rất là dễ luôn. Trong tất cả các món muối dưa thì chúng ta chỉ cần nắm giữ 1-2-3 cái bí quyết nho nhỏ để mình có một cái hũ dưa của mình ngon hết sảy và giòn. Thường thường các anh chị và các bạn muối dưa thì thường thường mắc phải cái lỗi là nó bị nhũn hoặc là nó không chua hoặc lên men không có thành á. Thì nên là mình hãy nắm những cái công thức mà Bếp Của Vợ chia sẻ để mình có một cái hũ dưa ngon hết đúng điệu nha. Vậy là mình đã trụng xong cái phần rau muống rồi. Bây giờ mình sẽ đảo rau muống trên cái nước lạnh như thế này. Đảm bảo là nước phải lạnh nha các anh chị, để cho cái rau muống của mình nó giòn, thật là giòn ạ. Em cứ phải nhắc đi nhắc lại để cho các anh chị làm thành công hết mức. Nếu anh chị nào và các bạn nào đã nắm được công thức rồi thì mình có thể tua ra nha. Rồi bây giờ thì đá đã bắt đầu tan hết và rau muống của mình cũng đã giòn rồi và cái màu xanh rất là xanh. Mình sẽ bỏ nước tách nước thôi nha các anh chị. Và mình róc, mình xóc như thế này cho nó ráo, thật là ráo nước thì chúng ta mới bỏ vô chúng ta muối ha.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ bỏ vô cái hũ và chúng ta muối à. Thường thường á thì các anh chị nên hũ muối trong cái hũ sành nhá. Hũ sành thì nó sẽ tốt hơn. Em sử dụng cái hũ nhựa này thì em muối một lần rồi em bỏ luôn, em không có tái sử dụng lại à, mình chỉ sử dụng một lần thôi nha các anh chị, nếu mà các anh chị muối hũ nhựa nhá. Còn nếu mà hũ sành thì nó sẽ ngon và nó sẽ đảm bảo vệ sinh hơn và nó an toàn hơn cho sức khỏe của mình ha. Còn hũ nhựa thì các anh chị chỉ cần muối một lần rồi chúng ta bỏ luôn, mình không có tái sử dụng lại nha các anh chị. Và mình bỏ vô và mình sẽ đổ cái nước vô ngập cái hũ dưa nhé. Và khi mà mình đổ vô thì mình phải đảm bảo rằng cái nước muối dưa của chúng ta phải nguội hẳn nha các anh chị. Nóng quá thì nó sẽ bắt đầu tái cái rau muống của mình. Rồi bây giờ thì em sẽ nhấn chìm cái rau muống xuống ha. Và mình luôn luôn đảm bảo rằng cái rau muống của mình ở dưới mặt nước nha các anh chị. Và khi mà mình đổ nước như thế này thì hoàn toàn em không đậy nắp. Em phải để không như thế này trong vòng 1 ngày ha. 1 ngày sau em mới đậy nắp kín nha các anh chị. Rồi bây giờ là dưa của em đã muối trong được 3 ngày. Bây giờ mình coi thành phẩm nha. Cái màu quá đẹp luôn, cái màu vàng ươm luôn á. Các anh chị có thấy rõ không ạ? Tại vì cái này em lấy ra ăn buổi tối á, nên là cái ánh đèn của nó không biết là các anh chị có thấy rõ không. Rồi bây giờ thì mình sẽ lấy ra nha, mình coi cái thành phẩm của mình như thế nào ạ. Cái màu vàng quá bắt mắt luôn. Thì nếu mà các anh chị muốn có cái màu sắc đẹp và thì các anh chị nên muối bằng đường vàng ha, thì cái màu nó rất là đẹp luôn. Ô nó rớt ra ngoài. Vậy là thành phẩm của chúng ta đã xong rồi đó các anh chị. Bây giờ thì chúng ta sẽ coi cận cảnh để coi cái độ hấp dẫn của rau muống này có đủ kích thích các anh chị vào bếp làm chung cùng với kênh bếp của vợ không nhé. Rất là hấp dẫn và đảm bảo các anh chị nhìn sơ qua thôi là biết độ giòn của nó như thế nào rồi đúng không? Rất là giòn luôn. Vậy là hôm nay kênh Bếp của Vợ đã chia sẻ cho các anh chị và các bạn cái cách làm dưa rau muống ngon đúng điệu luôn. Nếu các anh chị cảm thấy thích thì hãy cho kênh Bếp của Vợ một like và một đăng ký ủng hộ tinh thần cho kênh Bếp của Vợ nha. Và các anh chị có cái cách nào muối dưa nào khác thì hãy chia sẻ cho kênh Bếp của Vợ để kênh Bếp của Vợ có thêm một cái kỹ năng nữa vào bếp đi ạ. À. Rồi hôm nay kênh Bếp của Vợ đã chia sẻ xong. Rồi chúc anh chị một buổi tối và một ngày mới thật là hạnh phúc ha. Rồi kênh Bếp của Vợ xin chào cả nhà. Hẹn cả nhà vào những clip tiếp theo nhé.